trời ơi. Dạ xin chào quý bà con, cô bác, anh chị. Dạ bây giờ chỉ còn một tí xíu nữa thôi là mình bắt đầu chương trình ca nhạc tối nay. Dạ xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian đi đường xa để tới đây ủng hộ cho anh Khương rồi xem chương trình ca nhạc. Hiện giờ là có một số bà con mình chưa có ghế. Dạ hiện giờ là em mới đặt ghế về, là ghế đang ở ngoài luôn.